Vâng, và sau đây em cũng test con BM84D gửi cho bác ở Nghệ An. Nó gửi cho anh Ngăn ở Tân Kỳ, Nghệ An nha. Con 84D thì này, em mới về cách đây cũng vài bữa. Thì nay bác xem, phải yêu thích con này. Con này chạy bằng class A. Tiếng nó ấm và thiên về độ mềm. Hai cầu loa nha các bác. Đây dây bass này, đây dây trep. Nãy giờ tranh lộn từng cái đây bass. Ba lăng. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre buồn. Máy rất đẹp nha. Tôi có người vợ ngoan đẹp như chân người sâu, cưới rồi đành xa. Rồi em cũng tranh thủ là đóng hàng gửi cho bác trong chiều nay.